Chân bị hàng phạc xí bánh rẻ con đà là triết của bài bỏ tật lọ bì. Phnom Penh, chân song sai mực rộm tớp chân bị hàng phạc xí, các bài bỏ tật lọ tì bì bàn bánh rẻ chế chàn cổ rộp ruột có chí mô tô, kịch luôn bắt ở cả bì bì liềm mong đọc mùi dục ngày sau, tì đọc mùi khai mê xa chân nàm bì bọn bì. Thật đâu chung đất hàng phạc xí dư hào mạ đi ế ví sạch ăn tật cập bít. Hết các khăn lưu bàn cát lãng cũng nạp lợi lệch mở rồi hà sập rầm mũi. Trong ngày, mình đọc mở rồi hà sập mát bì sạng ca bó nổ của bà rọt bà tật lá tì bí. Xong cắt tật lọ khăn tùa cục rịch đi mùm bình. Bà phô bì còn lại cát hết bà nội đăng thà nở môn bê cát hết kê bàn khương chung song xanh mùi cớm. Ông côi phạc xì kỳ nông hàng nơi cơ bài bó tật lọ tì bí. Bàn tọp mốc, mình đăng chì miên bà nhà hà vầy nụ tì. Sạp tài chôn sòng xáy, bàn chân bị hàng một kháng cử đọc khẩm phương mình sổ má, bàn rẻ chìa chàng cọp, rút nòm khả nê chi một tàu kịch luôn bạch sổ màu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thưa các bạn, mô xong bỏ nâng xa xua mà chả hãng, đảm bây cùng nọt một sinh nhà chập chôn sòng xáy nơi bề cảo.